những việc tôi làm hôm nay, công đức của tôi có được trong thiên nhiên này vì giúp giải cứu con cháu của quỷ thần, là nhờ ơn của quý vị Bồ Tát động vật đi theo tôi, những vị Bồ Tát đồng hành cùng tôi trên YouTube. Yeah. Chúng ta sẽ tạo ra một tương lai tốt đẹp nhiều nhất có thể nha, vì tất cả muôn loài, vì người thân gia đình của mình. Hiện tại phước báo của tôi cũng chưa đủ để hồi hướng công đức cho cha mẹ của mình nữa, bởi vì phước báo của tôi hưởng là tôi đang xài của tôi chưa san sẻ được, và san sẻ cho những ai đã ủng hộ tôi. Thì ai phóng sanh giải cứu động vật đúng cách thì có được phước báo của việc làm đó. Dạ. Tới giờ lên bè rồi con. Con thấy mấy anh chị của con có hiếu ghê không? Bê mấy cây số không thấy nó đâu, về nhà thấy nó đứng chờ ngay chỗ bìa rừng, có hiếu lắm. Đó là lý do lấy cá mà không đến với Tây Ôn thì không được, đúng không Tây? Chỉ có con mới đồng hành với Tây Ôn trên bờ, dưới nước và cả underwater, là dưới đáy. À, con chưa lặn được, nhát lắm, không dám lặn qua độ sâu 2 mét thưa quý vị. À, đi xuống, đi xuống, nhát lắm, không dám lặn qua độ sâu 2 mét. À, về. Thì tới giờ nó không chịu về rừng ngã nữa hay sao quá ta, nó cứ đi theo mình hoài vậy ta. Dạ, nó không chịu ở trong rừng nữa đâu, vô rừng là phải có tê un. Nước lên tới như vậy luôn à, đường đi hết được rồi. Thật ra em cũng không còn ý định đi các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Á gì nữa, bởi vì các bạn có yêu quý tôi phải tự tìm đến tôi thôi, chứ tôi không tìm đến các bạn, và tôi cũng không còn niềm vui của sự giải trí nữa, bởi vì thời gian sống không còn nhiều thì phải lo cống hiến làm những việc có ích cho thiên nhiên động vật. Mình ở môi trường nào thì mình làm việc cho môi trường đó, giống như pháp sư Tịnh Không đâu thể qua Việt Nam sống được, mặc dù là sứ giả của A Di Đà Phật. Mỗi quốc gia đều có một bậc hiền tri thức ra đời, hiện thân của chư Phật, chư Thiên Bồ Tát. Khi các vị Phật ra đi, các ức thân của Ngài ấy phân tán ra khắp nơi để có thể giáo hóa chúng sanh được ở tất cả mọi nơi. Dạ. Nên mới gọi là ai ai cũng là Phật, ai ai cũng là Chúa, ai ai cũng là Bồ Tát, ai ai cũng là một cái đấng gì đó, mà tùy theo cái sự thức tỉnh của họ mà họ nhận ra được cái bản thân chân thật của mình đang trong cảnh giới gì. Nói ai ai cũng là quỷ vương hết, nghe nó ác, bởi vì con cháu quỷ vương nó nhiều. Nhưng mà quỷ là các vị ấy dùng cái dục vọng, cái tham ác để giáo hóa con người. Dạ, ác giả ác báo, nên quỷ cũng là Bồ Tát. Chính xác là như thế. Bây giờ hiện thân của quỷ rất là nhiều, cám dỗ con người vào dục vọng để tránh xa những cái điều tốt đẹp, như là thích chơi game, thích làm tình, thích thủ dâm, thích chơi gái, thích hiếp dâm, thích báu dâm, thích tè lè hết. Tội ác quá là nhiều luôn. Dạ. Tội ác con người làm hại lẫn nhau, bởi vì đã gieo cái nghiệp, cái nghiệp ác với nhau nên đến cái thời này không chịu tu tập sám hối này kia thì sẽ bị quả báo. Hoàng gia trái chủ họ đòi thôi. Dạ.
không có gì là tự nhiên. Tất cả đều có bàn tay của Thượng Đế.